Tất cả chúng ta đều có bổn phận bảo vệ chính mình và tha nhân. Phần 5. Tôi nghĩ rằng tất cả các chính phủ nên áp dụng luật nghiêm minh như ở Ethiopia để bảo vệ những người vô tội, trẻ em, phụ nữ yếu đuối, người cao tuổi. Họ dễ bị tổn thương hơn những người khác. Bởi vì những người không mặc đồ bảo hộ, họ có thể bị nhiễm bệnh và sau đó gây tổn thất rất nhiều tiền cho chính phủ và xã hội, và gây ra rất nhiều đau đớn và đau khổ cho người thân và bạn bè, cũng như các thành viên trong gia đình của họ. Vì vậy, không tốt chút nào. Họ có thể được xem là tội phạm. Tôi không nói đùa. Số ca COVID-19 được xác nhận trên khắp thế giới đã vượt trên 40 triệu. Nhưng các chuyên gia cho rằng đó chỉ là phần rất nhỏ của vấn đề khi nói đến tác động thật sự của đại dịch. Tin đài Fox 19 tháng 10 năm 2020. COVID-19 số ca nhiễm trên toàn cầu chính thức 50,5 triệu ca, không chính thức 780 triệu ca, hoặc 10% dân số thế giới. Số ca tử vong trên toàn cầu chính thức 1,26 triệu ca tử vong, không chính thức 3,9 triệu đến 7,8 triệu ca tử vong. Nhiều bác sĩ, y tá và nhân viên trong bệnh viện đã chết hoặc đau khổ quá nhiều vì lây nhiễm từ bệnh nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể chúng ta không còn bác sĩ, không còn y tá, không còn nhân viên bệnh viện và sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Vì vậy, chính phủ nên thực thi việc đeo khẩu trang. Phải đeo. Nó sẽ giúp giảm bớt sự lây nhiễm. Cho dù con người bị nhiễm bệnh cũng sẽ dễ chữa hơn bởi vì họ không bị nhiễm quá nhiều virus do sự bảo vệ của khẩu trang và hoặc tấm che mặt. Dĩ nhiên, càng che chắn cho chính mình, quý vị càng có nhiều cơ hội hơn để tránh bị bệnh. Vì vậy, nếu họ tự bảo vệ bản thân theo cách tôi nói, chỉ một tấm che mặt trong suốt hoặc ngay cả loại mũ mà quý vị đội khi đi xe gắn máy, nó có một tấm che trong suốt phía trước, quý vị có thể nhìn, cũng có thể nói chuyện. Cũng che kín những phần khác trên thân thể quý vị, mặc áo dài tay và đeo khẩu trang. Và nếu quý vị được bảo vệ toàn bộ khuôn mặt thì không cần đeo khẩu trang. Nhưng nếu có khe hở nào đó giữa da mặt và tấm che mặt thì quý vị phải đeo khẩu trang. Nhưng như vậy đã là sự bảo vệ rất tốt rồi. Dĩ nhiên, quý vị có thể làm cho sự bảo vệ hoàn chỉnh hơn, như không có khe hở giữa da mặt và tấm che mặt, như đội mũ xe gắn máy hoặc các trang bị bảo vệ cá nhân như trong bệnh viện, hoặc tự sáng chế mà che hết khuôn mặt và đội mũ để che tóc, che tai của mình, vân vân. Thì quý vị có thể cứ việc ra ngoài và vui hưởng đời sống của mình. Rồi chính phủ không phải lo lắng gì quý vị nữa. Rồi chính phủ sẽ không phải thực hiện các quy tắc phong tỏa vô cùng khó chịu đối với nhiều người. Bởi vì con người không thể bị phong tỏa mãi, họ cảm thấy rất ngột ngạt, bực dọc, chán nản. Và điều đó cũng sẽ giết một số người nếu họ không thể đương đầu với chứng trầm cảm. Và trẻ em cũng vậy, các em phải đi ra ngoài và tương tác với nhau để tìm hiểu thêm về những gì các em phải học, và cũng tương tác với bạn bè của các em nữa, nếu không các em cảm thấy rất ngột ngạt. Và ở nhà, nếu cả gia đình ở bên nhau quá lâu cũng có thể gây nên áp lực trong nhà, làm bực mình nhau và cảm thấy thiếu không gian, rồi cũng có thể cãi nhau. Có nhiều ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng tinh thần đối với con người khi họ bị phong tỏa quá lâu. Vì vậy, phong tỏa không phải là giải pháp tốt nhất, chỉ là giải pháp tốt nhất tạm thời chứ không phải giải pháp dài hạn tốt nhất. Chính phủ phải ra lệnh mọi người hoặc các công ty hoặc các nhà sản xuất may những loại quần áo mới, loại quần áo mà mọi người có thể ra ngoài sống đời của họ, đi dạo trong công viên, dắt chó ra ngoài, đi bộ với con cái của họ, chơi với con cái của họ trên sân cỏ, đi làm, kiếm sống nếu họ muốn làm việc, hoặc cho dù họ làm việc tại nhà, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cần phải đến văn phòng vì có nhiều thứ không thể chỉ nói qua điện thoại.
một số vấn đề mặt của công ty. Và ngay cả tôi, dù đang bế quan, dù vẫn là việc mà quý vị gửi cho tôi qua máy tính, nhưng đôi khi tôi vẫn cần gọi để bảo quý vị điều này, điều kia, bởi vì ngôn từ không thể luôn luôn diễn đạt những gì tôi muốn diễn đạt. Hơn nữa, tôi phải nói chuyện với quý vị như vậy, đôi khi để quý vị cảm thấy có thay đổi nho nhỏ. Một sự thăng hoa nho nhỏ, một chút thoải mái về tinh thần, về tâm lý. Quý vị cảm thấy vui khi thỉnh thoảng nói chuyện với tôi. Dạ, sư phụ. Ước gì tôi có thể nói chuyện với quý vị thường xuyên hơn để khích lệ quý vị. Nhưng cả hai chúng ta đều có việc phải làm. Chúng ta có hạn chót mỗi ngày, đúng không? Tôi cũng không biết là sau khi tôi chết, có thể chết được không nữa. Có một chuyện cười về Chúa Giêsu. Họ nói Chúa Giêsu chắc hẳn là một phụ nữ, bởi vì Ngài thậm chí phải biến hóa ra 500 phần ăn ngay tức khắc. Ngài đã ban nho cho mọi người, và họ nói đó là cá. Đó là bản dịch sai hay vấn đề gì đó, hoặc lỗi chính tả. Ngay cả ngày nay tôi đã viết rồi, mà quý vị vẫn viết sai chính tả bài viết của tôi, hoặc quý vị đánh máy sai. Có xảy ra như vậy. Cho dù tôi vẫn còn sống đây, đừng nói chi khi tôi đã chết rồi, thì không chắc nữa. Và rồi họ nói Chúa Giêsu chắc hẳn là một phụ nữ, bởi vì thậm chí sau khi Ngài chết, Ngài phải phục sinh lại để tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ tất cả quý vị cũng là phụ nữ. Ngay cả khi quý vị ngủ, đôi khi tôi đánh thức quý vị, nói, này, này, chúng ta có vài việc khẩn cấp phải làm. Tôi không đánh thức tất cả, nhưng một số quý vị phải làm việc với tôi. Tôi phải gọi quý vị lúc nửa đêm, hoặc sau 2 giờ sáng. Bởi vì tôi làm việc cả đêm. May mắn là quý vị có thể ngủ đôi lúc rồi. Tôi không đánh thức quý vị cả đêm, nhưng chỉ đôi khi thôi. Cũng không phải mỗi đêm. Vậy tất cả quý vị là phụ nữ, phải không? Chị em gái, đừng bận tâm đến việc để râu hay gì hết. Bộ râu sẽ không phải là sự xác nhận giới tính của mình. Quý vị làm việc rất vất vả. Thế có hài lòng câu trả lời của tôi không? Dạ, sư phụ. Dẫn, trong lời chúc mừng đệ tam chu niên, sư phụ đề cập đến thế giới vô hình ở trong khu lân cận với địa cầu. Xin sư phụ giải thích thêm về thế giới vô hình này. Sư phụ, dĩ nhiên quý vị biết mà, thế giới Atula và thế giới hơi xa hơn Atula một chút trong vùng đệm. Và mấy thế giới khác không ở trong khu lân cận, nhưng với tôi, họ ở trong khu lân cận, bởi vì họ không bao giờ tách khỏi từ trường của tôi. Nhưng với quý vị có thể tưởng tượng là các thế giới Atula sẽ được lợi ích và ít đến nhau hơn ở đó. Và người trong địa ngục sẽ ít đau khổ hơn, hoặc những ai có bản án nhẹ hơn sẽ được cứu độ. Và những người vượt trên thế giới Atula, họ sẽ được thăng tiến hơn, lên một đẳng cấp tâm thức cao hơn. Không có gì rõ rệt đen trắng trong thế giới này, không phải như ở cõi trần này, mình thấy nó hoặc không thấy nó, không phải như vậy. Cũng có những chúng sinh vô hình khắp nơi xung quanh quý vị, một số tốt và một số không tốt. Tôi đang loại bỏ những chúng sinh xấu, nhưng không thể làm hết trong một lần, cho nên ngay cả hồn ma hung hăng, một số vẫn còn đó đang quấy rầy tôi. Nhưng tôi phải có một lý do để cứu linh hồn con người, cũng như tôi phải có một lý do để nhốt ai đó trong địa ngục. Tất cả họ không thể làm phiền tôi cùng một lúc, cho nên nhóm nào đó, hoặc có lẽ 3, hoặc 2, hoặc 5 nhóm một lúc, tập hợp lực lượng của họ với nhau để gây rắc rối cho tôi. Rồi lúc bấy giờ, tôi có thể đưa nhóm đó xuống địa ngục. Dạ, sư phụ. Nếu họ không sám hối, họ phải đi, bởi vì nếu tôi tha lỗi cho họ, họ sẽ tiếp tục ở trên cõi trần này, cản trở công việc của tôi, hành hạ chúng sinh vô tội khác, như những thú vật bất lực, hoặc một số trẻ sơ sinh, hay người lớn tuổi, hoặc bất kỳ ai. Sự tha thứ phải đi đôi với trí huệ và chính đáng, và trường hợp thực tế. Đừng trách tôi.
Đừng hỏi tôi tại sao sư phụ không thứ lỗi này kia kia nọ. Tôi không thể tha thứ cho mọi người nếu họ hãm hại những người vô tội khác. Tôi muốn tha thứ cho họ. Tôi cứ bảo họ hết lần này đến lần khác, nhiều lần, rằng chỉ cần sám hối đi theo tôi sẽ đưa quý vị lên thiên đàng, không bao giờ đau khổ nữa. Nhưng một số họ quá bướng, hoặc một số họ quá tệ, chỉ thích làm những điều xấu. Giống như ở cõi trần này, chúng ta cũng có những kẻ độc ác, thích gây đau khổ cho người khác về mặt tinh thần, mặt thể chất, hoặc mặt cảm xúc để họ cảm thấy vui thú. Dĩ nhiên, quý vị biết mà. Và cũng có những người thích bị la, thích bị đánh, hoặc bị chửi bới và hành hạ theo kiểu nào đó để họ cảm thấy dễ chịu. Họ là loại người thích đau khổ. Tùy vào sự nghiêm trọng của trạng thái tinh thần của họ mà họ làm nó nhẹ nhàng hoặc họ muốn bị trừng phạt nghiêm khắc. Có người trả tiền cho các cô nhà chứa và hoặc đàn ông để đánh đập họ. Quý vị biết mà, thấy trên truyền hình hoặc quý vị biết khi đọc ở sách nào đó. Đây là những người mà có khuynh hướng tâm thần khác với quý vị. Nếu họ chỉ hơi khác chút thôi, thì họ chỉ thích bị la rầy. Vì vậy họ khiêu khích bất cứ ai ở gần bên để la họ, để giận dữ với họ, để chửi bới họ, hành hạ họ bằng lời nói. Họ thích thế. Hoặc về mặt tinh thần, hoặc mặt thể chất. Hoặc nếu họ có tiền và họ xấu hổ khi làm vậy, nếu không ai làm vậy cho họ ở nhà, thì họ đi đến nhà chứa và yêu cầu hành hạ họ. Bởi vì những người này cảm thấy tội lỗi bên trong. Trong tiềm thức họ cảm thấy có tội vì những điều họ đã phạm trong kiếp trước. Nhưng họ không phạm quá tệ đến mức phải đọa địa ngục. Vì vậy, nó làm cho họ trở nên như vậy. Nghiệp của họ khiến họ làm thế, khiến họ bị đau khổ, khiến họ bị ngược đãi, bị hành hạ hoặc bị đánh đập như vậy. Và rồi họ trả tiền cho việc đó. Trong địa ngục cũng vậy, sẽ có ích cho họ. Truyền hình vô thường sư sẽ giúp ích cho họ. Lực lượng minh sư sẽ mang lợi ích đến cho họ ở khắp nơi. Dĩ nhiên, quá chậm đối với ý muốn của quý vị và của tôi. Nhưng có giúp ích, tin tôi đi. Tôi nói giấu quý vị để làm gì? Quý vị không trả cho tôi gì hết, phải không? Dạ không. Master giảng vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vô Thượng Sư.